Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giái hơi trong ngày hôm nay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến giái hơi và cho rằng đây là những thông tin hữu ích đối với mình thì hãy cho mình xin một like ở video này và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về giái hơi hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giái hơi sáng ngày Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, giá hôi trong ngày hôm nay tăng trở lại ở cả ba miền, miền Bắc, miền Trung và thị trường miền Nam, có những tỉnh tăng từ 2 đến 3.000 đồng so với ngày hôm qua. Tại thị trường miền Bắc, một số địa phương đang duy trì mức giá cao như Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên và tỉnh Tiên Quang. Trong khi đó, các địa phương có mức giá thấp hơn như là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái và Bắc Giang và hiện nay các địa phương này đang phổ biến mức giá 72 cho đến 78.000 đồng trên 1 kg. Và hiện nay lợn con đang được nhiều hộ chăn nuôi ở thị trường miền Bắc quan tâm, tuy nhiên giá lợn giống vẫn đang duy trì mức cao. Theo anh Tuấn ở xã Đại Hưng, huyện Khói Châu của tỉnh Hưng Yên cho biết, nhờ duy trì được 30 con lợn nái nên gia đình anh không tốn nhiều tiền mua lợn con để tái đàn, vì thế chi phí mối lứa cũng giảm đáng kể. Trung bình gia đình anh xuất bán từ 30 cho đến 40 con lợn thịt với giá lợn hơi trung bình từ 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg và trừ chi phí đi thì gia đình anh vẫn còn lãi cao. Anh Tuấn cũng cho biết thêm, so với trước tiết giá lợn hơi có giảm xuống, tuy nhiên với mức giá trên 70.000 đồng 1 kg vẫn là giá bán tốt, nông dân vẫn có điều kiện để gỡ vốn. Kể cả khi giá xuống còn 70.000 đồng, nông dân vẫn còn lãi và anh chỉ mong giá lợn hơi dao động trong khoảng này để tiếp tục ổn định chăn nuôi. Giá lợn hơi lên cao quá, có khi người dân lại tái đàn OA trở lại thì mức giá đảm bảo có lời sẽ không còn nữa. Còn đối với thị trường miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay, nhiều địa phương cũng tăng đến hai giá so với ngày hôm qua, đặc biệt là các tỉnh như Thanh Hóa và Nghệ An. Một số địa phương còn lại như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay cũng tăng nhẹ, và nhiều địa phương báo giá ở khu vực Bắc miền Trung dao động từ 74 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Và theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 240 con heo của 56 hộ tại 15 thôn trên địa bàn 5 xã của thị trấn, gồm Thạch Văn, Thạch Tiến, thị trấn Thạch Hà, Thạch Ngọc và Thạch Sơn mắc dịch tả lợn châu Phi và cơ quan chức năng đã phải tiêu hủy 199 con heo mắc bệnh. Đối với thị trường miền Nam, trong ngày hôm nay cũng tăng giải rác ở một số địa phương và theo ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, trong ngày hôm nay tăng 2 giá, một số địa phương ở thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn đang giao động mức giá 74 cho đến 78.000 đồng trên 1 kg và khá ổn định. Còn tại thị trường Trung Quốc, dịch tả lợn châu Phi đã khiến đất nước này mất khoảng 100 triệu con lợn vào năm ngoái và dịch bệnh nông dân không muốn tái đàn và điều này khiến nguồn cung thịt lợn sụt giảm nghiêm trọng, giá mặt hàng này cũng tăng lên nhanh chóng và theo thống kê thì tăng khoảng từ 40 cho đến 50% so với năm ngoái. Đất nước tỷ dân này đang tăng cường nhập khẩu thịt lợn và các sản phẩm từ thịt để phục vụ cho nhu cầu của người dân và đặc biệt nhập cả heo con, heo nái để phục vụ cho quá trình tái đàn khi mà nguồn heo giống ở đây cũng đang khan hiếm một cách trầm trọng. Còn đối với giá hơi theo ghi nhận trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xuống tăng trên diện rộng. Cụ thể như Hải Phòng trong ngày hôm nay tăng 2.000 đồng lên mức 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Hà Nội vẫn đang duy trì mức giá ổn định 75.000 đồng. Hải Dương phổ biến mức giá 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng báo giá phổ biến 75 cho đến 77.000 đồng. Vĩnh Phúc, Bắc Ninh giao động mức giá 75.000 đồng trên 1 kg. Nam Định giao quanh mức giá 74 cho đến 78.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam phổ biến mức giá giao quanh 76.000 đồng. Ninh Bình giao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay báo giá phổ biến 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình phổ biến mức giá 72 cho đến 74 000 đồng, Điện Biên giao động mức giá 74 000 đồng trên 1 kg. Sơn La nhiều chăn nuôi báo giá giao quanh 72 cho đến 74 000 đồng. Lai Châu phổ biến mức giá 75 000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay cũng tăng nhẹ, phổ biến mức giá 75 cho đến 77 000 đồng. Phú Thọ giao động mức giá 75 000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang giao động mức giá 75 cho đến 76 000 đồng. Quảng Ninh phổ biến mức giá 75 cho đến 76 000 đồng. Bắc Cạn trong ngày hôm nay giao lợi mức giá 73 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay báo tăng một giá, phổ biến mức giá 74 cho đến 76.000 đồng. Hai địa phương là Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 73 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng và Hà Giang phổ biến mức giá 74 cho đến 75.000 đồng. Bắc Giang giao lợi mức giá 74 cho đến 75.000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Thị trường miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay tăng giá mạnh, đặc biệt là Thanh Hóa và Nghệ An. Các địa phương này tăng đến hai giá so với ngày hôm qua. Thanh Hóa trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 73 cho đến 76.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Thọ Xuân của tỉnh Thanh Hóa hao đẹp lên đến 77.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 73 cho đến 75.000 đồng. Hà Tĩnh giao động mức giá 72 cho đến 73.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình giao động mức giá 74.000 đồng. Quảng Trị giao động mức giá 72 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay mức giá cao nhất đạt 73.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi giao động mức giá 72 cho đến 75.000 đồng. Bình Định phổ biến mức giá 71 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở phù khác của tỉnh Bình Định giao động mức giá 73.000 đồng. Hoài Nhơn, lợn đẹp có mức giá cao hơn 74.000 đồng trên 1 kg. Còn dòng heo ấp siêu ở khu vực này chỉ giao động mức giá 71.000 đồng. Phú Yên, Khánh Hòa giao động mức giá 73 cho đến 74 000 đồng. Đối với tỉnh Bình Thuận trong ngày hôm nay giao động mức giá 73 000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận phổ biến mức giá 72 cho đến 74 000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay Đắk Lắk báo giá 72 cho đến 74 000 đồng. Con Tum giao động mức giá 73 000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Gia Lai giao động mức giá 72 cho đến 74 000 đồng. Lâm Đồng phổ biến mức giá 73 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Đắk Nông giao động mức giá 74 cho đến 75.000 đồng. Dòng heo áp siêu ở tỉnh Đắk Nông trong ngày hôm nay giao động mức giá 72.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay cũng tăng giải sát ở một số địa phương, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay báo giá tăng 2.000 đồng lên mức 75.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến mức giá 73 cho đến 74.000 đồng Bà Rịa Vũng Tàu giao động mức giá 74.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước do động mức giá 74 đồng cho đến 75.000 đồng. Hai địa phương là Bình Dương và tỉnh Tây Ninh trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự 74 đồng cho đến 75.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở thị trường miền Tây trong ngày hôm nay có tỉnh Sóc Trăng tăng nhẹ, giao động mức giá 76 đồng cho đến 78.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Kiên Giang phổ biến mức giá 75 đồng cho đến 77.000 đồng. Trà Vinh giao động mức giá 76.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang phổ biến mức giá giao quanh 76.000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Các địa phương khác như là An Giang, Bạc Liêu, Long An giao được mức giá 76.000 đồng. Bến Tre trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 75 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 75.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 74 cho đến 76.000 đồng. Hậu Giang giao được mức giá 75.000 đồng trên 1 kg. Tỉnh Cần Thơ trong ngày hôm nay, dòng heo siêu giao động mức giá 76.000 đồng, dòng heo ấp siêu phổ biến mức giá 72 cho đến 74.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, theo người chăn nuôi thách thức lớn nhất trong công tác giải đàn tăng đàn hiện nay là khó khăn về nguồn con giống. Người chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chưa tiếp cận được với nguồn con giống của các doanh nghiệp, các công ty chăn nuôi lớn. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giải hơi ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2021 cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi